Kẹt xe quá. Hello anh em, Tú đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em á, là bên Úc nó có các loại xăng như thế nào. Thì ở đây có 3 loại xăng chính, đó là 91, 95 và 98. Thì mấy này khác nhau chỗ nào? Thì mấy cái con số 91, 95, 98 á, đó là octane rating. Thì cái đó tức là cái độ ổn định của xăng á. Ổn định của xăng á, ý là xăng được nén lại và đánh lửa đúng theo chu kỳ, nói chung là đúng theo máp lửa quy định, nói chung là máp lửa làm sao á thì nó sẽ như vậy, và nó không bị nổ trước, nó không có hiện tượng nổ trước. Thì cái hiện tượng nổ trước này người ta gọi là detonation, thì nó gây ra là do độ ổn định của xăng không cao, và do nhiệt độ trong buồng đốt và cái áp suất thì dẫn tới là xăng nó tự nổ luôn mà không cần phải đánh lửa. Thì cái hiện tượng này nguy hiểm ở chỗ á, là nó sẽ gây ra knocking. Và trên xe á, mà đặc biệt là xe trên mấy chiếc mà performance cao á, như mấy chiếc mà power cao á, thì knocking là cực kỳ kỵ. Do đó vì sao á, mà mấy chiếc mà giống như ví dụ chiếc R1 này ha, mà để chạy xăng 91 á, chắc chắn mã lực xuống ầm ầm luôn, xuống rất nhiều. Và nếu như mà chạy đường dài đi tour 100% tốn xăng hơn rất nhiều. Lý do vì sao? Để bỏ được cái hiện tượng mà knocking á, khi mà ECU phát hiện ra là cái máy nó bị nổ trước khi mà xăng nổ trước khi mà piston lên đỉnh chết mà theo máp lửa, thì ECU nó phải bơm thêm nhiều xăng vô để giảm cái hiện tượng đó, để xăng nó ổn định hơn. Thì dĩ nhiên bơm nhiều xăng vô hơi bơm nhiều xăng hơn để tốn xăng hơn, thế thôi. Và trên các xe hơi cũng vậy, thường các cái xe mới á, cái compression ratio tức là độ tỷ lệ nén của máy á, rất là thấp. Không, tỷ lệ nén nó cao hơn bình thường chứ, nó cao hơn mấy cái máy cũ á. Cho nên đó, người ta khuyến cáo là chỉ xài xăng 95 trở lên thôi. Thì tỷ lệ nén càng cao á, thì cái detonation đó trong xăng á, dễ xảy ra hơn. Do đó xe 95 yêu cầu 95 mà độ 91 đảm bảo chạy không có bốc. Thứ hai tốn xăng, thứ ba là hại máy. Tại vì mà detonation đó, mấy cái mà nổ trước khi giữa sẽ gây ra là piston ở trên cái nắp đỉnh piston đó, nó bị khô, nhiệt độ rất là cao nó dẫn nó khô, có thể là cũng có thể gây ra hiện tượng là gì, bị cháy dầu nọ, cháy nha, phải chảy cháy. Thì có nhiều bạn ở Việt Nam của inbox mình đó, là hỏi mấy cái cục màu quăng như bình xăng có xài có ổn định không, để tăng độ octane này, octane đó. Thì bên đây mình cũng có xài một cái sản phẩm tương tự, mà cái đó là lại một chai dung dịch nhỏ nhỏ này nè, mỗi lần đổ đầy bình đó mình cho 1-2 giọt vô. Thì cái này là nói chung là nó tiết kiệm xăng hơn, không có nhiều lắm, nó cũng như bình thường á, có thể hơn là tầm 7-8 cây một bình hay gì đó. Nói chung là cũng có cải thiện nhưng mà không đáng kể. Thì anh em nào mà muốn thử đi, mình cũng muốn biết được là mấy cục quăng như mình xăng nó có hiệu quả hay không. Tính mình thì hơi tò mò, cho nên mình cũng muốn biết ha. Anh em nào thử cho mình biết kết quả với nhé. Mấy cái cục mà dạng bỏ trong lưới xong quăng bình xăng á, rồi mình chỉ không biết là mốt lấy ra làm sao thôi, chứ phải tháo bơm xăng ra lấy ra hay gì đó, không biết xài được bao lâu. nóng quá. Ây da, cái hiện tượng detonation nãy giờ mình nói là giống như trong bên máy dầu vậy đó. Nén nó nổ. Thì máy dầu đâu có culi đâu nén nó nổ. Thì theo mình biết á, map xăng đúng là quan trọng để tăng power. Nhưng mà nếu như mà mình thay cam này nọ, mình tun xăng rồi không, tun map xăng nó có tăng power gì không? Chắc chắn là có, nhưng mà vẫn thiếu một cái thành phần đó là map lửa. Thầy mình nói á, map xăng á chỉ đóng vai trò là 40% trong công việc mà tăng power của máy, còn lại 60% còn lại á là map lửa. Thì cái thứ nhất là tool map lửa đúng á sẽ tăng thêm được gọi là peak torque, tức là cái mô men xoắn cực đại á, hơn tăng được mô men xoắn cực đại á. Thì cái công thức của horsepower á, bằng torque. Công thức của horsepower mã lực á, là bằng mô men xoắn cực đại nhân cho mô men loại như là mô men xoắn nhân cho tua máy và chia cho 5252. Nếu như mà anh em lên mạng Google search cái biểu đồ mà horsepower versus gì ta torque á, thì hai cái này nó giao nhau ngay tại dòng tua là 5252. Thì đó là lý do vì sao công thức mà nó phải chia 522. Và nếu như mà anh em cho là ví dụ đi ha, mô men xoắn cực đại á, là 150 và nhân cho tua máy 11.000 rồi chia cho 52, coi horsepower là bao nhiêu. Hình như đơn vị này là cái mô men xoắn cực đại đơn vị là foot pound chứ không phải là newton meter. Là cái xe quá. Chà, con R1 này cũng nóng ghê chứ. Bây giờ là tầm 22-23 độ, không biết mốt mùa hè chạy sao ta. Nóng dã man. Nếu như mà bô đúc đít nóng quá chắc phải tháo gắn bô đúc ở dưới gầm máy quá. Thì nói chung là bên Úc đó, phổ biến nhất là ba loại xăng 94, 95 và 98. Thì nếu như mà có những công ty đó, nó sẽ bán cho xăng đua race fuel, thì cái loại xăng hoặc là xài xăng máy bay. Thì mấy cái xăng này á thì cái độ ổn định nó rất là cao, là 100 hoặc là 101. Thì chứ những cho nên đó, những đội đua đó, họ tool map khá là kỹ và họ rất là chú trọng đến cái việc mà xăng họ xài là xăng nào nữa. Tại vì nếu như mà lúc trước mình coi á, thì hôm bữa mình lên mình coi là cái gì ta, trên Power Commander website của nó thì nó cho download rất là nhiều map. Tuy nhiên đó, nó có chia ra là 95 octane và 98 octane, đó là 95 octane với lại 98 octane. Thì lúc đầu mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà về sau mình mà tìm hiểu ra thì mới biết á, thì mỗi loại xăng á thì nó sẽ tool map khác nhau để cho cái power cao nhất có thể. Thì bây giờ mình đã hiểu. Thì cho nên mình không có rõ trong lúc có học đâu nha, anh em đừng có hỏi mình về tại sao này nọ. Thì mình cũng có nghe nói thì ở Việt Nam á có xăng E95 mà xăng hữu cơ, xăng hóa học gì đó. Thì nói thiệt là mình chưa bao giờ mình nghe tới cái đó ở đây luôn. Thì về cái nào mình không biết mình sẽ nói mình không biết, cho nên anh em đừng hỏi mình mấy cái đó, mình cũng không biết đâu trả lời. Bây giờ hình như cũng tầm 5:30 rồi. Đây là một cây xăng nè. Và nói về giá cả thì xăng ở đây nó biến động ghê lắm. Giống như là gần tới mùa mà mùa lễ ở bên đây á thì bắt đầu xăng tăng lên. Hoặc là những cây xăng nào mà nằm gần trung tâm á, giá sẽ cao hơn mấy cây xăng nào nằm ngoài vùng ven giống vậy. Mình thì cái chỗ mình ở cách cái cây xăng tới cách trung tâm tới gần 30 cây luôn. Cho nên mình thấy giá xăng như này á, nó có rẻ hơn 10 mấy sen. Nhưng mà hôm bữa mình đổ gần đây nhất á, là 1 đồng 8 1 lít. Đó là quá cao. Xăng 98 gần 2 đồng rất là quá cao. Có khi mà kiểu như mấy mùa mà cái gì ta, mấy mùa nói chung nó cũng có một thời gian á là xăng sẽ xuống rất là nhiều, xuống còn 1 đồng 4 đồng 3 mà xăng 98. Thì bên đây người ta đổ xăng thì không biết có ai chữ xăng không, chắc không đâu, là mình chưa thấy ai làm mấy cái đó. Tại xăng mà để lâu quá nó cũng bốc hơi hết rồi, để chừa lại cặn cũng không tốt. Thì do đó mà mấy bạn nào mà có ý định đi xa này nọ thì nên mua cái loại mà fuel stabilizer, bỏ vô bình xăng. Chủ yếu á, là để cho nó đừng có bốc hơi hết mà nó đóng cặn lại nhiều trong bơm xăng, thì trong mấy cái ống xăng này nọ. Thì nói chung mà làm như vậy á, đừng để cho bình xăng bị reset. Tại bình xăng mà xét thì rửa mờ lắm, thì bỏ cái hóa chất đó vô để đó. Tại thì dĩ nhiên là lúc mà mình quay lại, mình muốn chạy xe thì phải xả hết xăng cũ ra, bơm xăng mới vô rồi mới bắt đầu chạy đó. Thì hôm bữa có em trai kia cũng hỏi mình đi lâu rồi để xăng sao, nó cũng nói y câu y chang vậy, mà không biết ở Việt Nam có bán cái loại hóa chất đó không. Cái đó gọi là fuel stabilizer. Fuel stabilizer hình như cái đó dịch ra tiếng Việt là quá chất làm ổn định xăng hả. Nói chung là nó làm nó chống bay hơi xăng á, chống gì xăng bốc hơi hết không mà chừa lại cái cặn. Xăng bên đây cũng có nhiều hãng lắm nha. Để coi, BB nè, Shell nè, rồi United nè, rồi 7-Eleven. Nói chung là nhiều hãng xăng á mà chất lượng khác nhau. Thì mỗi hãng á, nó sẽ cho một chất lượng gọi là gì khác nhau rất là nhiều luôn á. Nhiều người tiêu dùng người ta sẽ nói đánh giá. Giống như thằng Shell á, mùa đông lạnh á, xăng á, nó đóng thành gel luôn đó, cái đó khá là nguy hiểm. Và cái thứ hai á là BB. Thì bên phải mình có một cây BB nè, họ cây mà sao lá cây nè, đó nó nè. Thì cái này á, ở đây á, rất là nhiều người tiêu dùng khen. Đây cũng là một cái hãng xăng ưa thích của mình. Tại vì nó quảng cáo á, tức là trong xăng của nó có chất làm sạch bình xăng luôn. Nó làm sạch gì ta, làm sạch mấy cái càng đóng á, thì nó có cái chất đó. Thì nó quảng cáo vậy thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà mình thấy đó, là chưa có ai phát cái gì đó, gọi là gì complain hả, gọi là gì ta, gọi là gì nhận xét tại về cái xăng BB đó. Nói chung là xăng BB là ở bên đây là the best rồi, là nhất luôn.